Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Diệu Nhi, tôi không ngại bị gọi là bản sao của Ngọc Trinh, trở lên quyến rũ. Diệu Nhi bị cho rằng đang dần trở thành bản sao của người chị em thân thiết Ngọc Trinh. Làm việc chung trong bộ phim Vu Quy Đại Náo, Ngọc Trinh Diệu Nhi bỗng dưng dò trúng đài, dính nhau như Sam. Cũng từ đây Diệu Nhi, người đẹp sở hữu phong cách mộc mạc, kín đáo, bỗng chốc trở lên quyến rũ, thời trang hơn. Chính vì lẽ đó, nhiều người cho rằng Diệu Nhi đang dần trở thành bản sao của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Diệu Nhi, tôi không ngại bị gọi là bản sao Ngọc Trinh. Nếu ai theo dõi cô nàng Diệu Nhi từ khi bước vào nghề đến khoảng thời gian gần đây thì không ít người phải trầm trồ với màn lột xác trở thành mỹ nhân vớ bít, cực cá tính, sành điệu và chẳng thua kém gì người chị em thân thiết Ngọc Trinh. Từ những bộ ảnh chụp chung đến mượn đồ chụp ảnh rồi mượn luôn stylist của Ngọc Trinh khiến nhiều người phải dở khóc dở cười. Một số cho rằng cứ thế này thì chẳng khác gì Diệu Nhi đang dần trở thành bản sao của nữ hoàng Louis. Chia sẻ về vấn đề này, Diệu Nhi thẳng thắn với báo Thanh Niên rằng mình không ngại khi được cho là phiên bản 2. Chuyện mọi người nói Nhi giống chị Trinh, bản thân Nhi thấy bình thường mà còn vui nữa. Ít ra mọi người thấy Nhi đẹp lên giống chị Ngọc Trinh, nhưng khi ra đường, người ta không gọi Nhi là Ngọc Trinh 2 mà người ta vẫn gọi mình là Diệu Nhi. Mình không đánh mất hoàn toàn bản chất của mình mà chỉ thay đổi để đẹp hơn thôi. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng cho biết thêm rằng từ khi quen biết Ngọc Trinh, Diệu Nhi cũng học được nhiều điều rằng cần phải yêu chiều bản thân hơn. Không như vậy, chị hay bảo tôi làm gì cũng phải biết yêu bản thân mình hơn. Mình là phụ nữ, có lần tôi thích đôi giày kia nhưng không muốn mua vì thấy cũng không cần thiết. Thế là chị Trinh mua tặng cho tôi, chẳng nhân dịp gì cả, tôi rất quý. Diệu Nhi dần trở thành bản sao cộng đồng mạng, làm gì thì làm, đừng thoáng quá mất duyên. Kể từ khi thân thiết với nhau, cặp mỹ nhân và biết này khá thường xuyên có những buổi chụp hình đôi với những bộ cánh thời thượng. Có người cho rằng, ôi Diệu Nhi như đang được thay máu. Có lần Ngọc Trinh từng lên tiếng than phiền rằng cô em Diệu Nhi bị ngại và không dám sexy, chụp với bà Nhi muốn chết luôn. Bức hình khiến ai nấy đều giật mình bởi không ngờ Diệu Nhi lại có thần thái quyến rũ chẳng hề kém cạnh Ngọc Trinh bao nhiêu. Tuy đẹp lên và mong phong cách tựa như Ngọc Trinh nhưng Diệu Nhi khẳng định dù sao thì cô cũng vẫn là chính mình. Nói về điều này, người hâm mộ tỏ ra khá thích thú, cho rằng dù thế nào thì tính cách hài hước, duyên dáng vẫn còn là được. Ai chẳng muốn đẹp lên, bà Nhi nói bà sẽ vẫn là chính mình mà, học tập chứ không đua đòi nhé. Dù sao thì việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai, thấy đẹp thì mình học theo vậy thôi, chứ cứ giữ mãi một hình ảnh cũ rích thì chẳng bao lâu mà bị đào thải khỏi showbiz thôi. Tuy vậy cũng có một số người cho rằng việc trở thành bản sao của nữ hoàng nội y thì không ổn cho lắm. Trước giờ đã quen với bà ấy mà bà diễn hài trẻ trung rồi, giờ trở thành bản sao của Ngọc Trinh thấy đẹp lên nhưng không hợp, mong rằng Diệu Nhi sẽ tìm được phong cách riêng cho mình. Là một nghệ sĩ có được một chỗ đứng và hình ảnh riêng trong mắt khán giả là điều cấp thiết. Vì thế việc Diệu Nhi được cho là đang dần trở thành bản sao của Diệu Nhi được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Tuy nhiên, xét cho cùng, việc giống ai đi chăng nữa thì màu sắc riêng của cô nàng hài hước này sẽ chẳng bao giờ lẫn vào đâu được. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.